Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe được rõ âm thanh của Tịnh Đạt? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cô Nhật Quỳnh, cô Đặng Đông. Dạ, con lên tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì thật sự ra hôm qua Tịnh Đạt cũng có vào trong diễn đàn, nhưng mà do bận chuẩn bị lễ cho ngày ngày mai, ngày thứ bảy ở chùa, thì cho nên không có liên có mặt trước máy. Và lúc nãy thì nghe cô Nhật Quỳnh có nói là ngày hôm qua có cái chuyện gì xảy ra đó, cho nên lúc nãy Tịnh Đạt có tìm trên bao thoát cái room Pháp Cú Kinh chuyên đề cũ của diễn đàn đó thì không có thấy, và tìm mãi không thấy, cũng không lý do tại sao. Định nhắn tin hỏi đại đức Pháp Tính, nhưng mà thấy cô Nhật Quỳnh online lên thì ở dưới cái nick online thì nó có cái kinh Pháp Cú, cái đường link. Thì khi mà Tịnh Đạt click vào cái đường link đó thì nó đã đăng nhập được vào trong cái diễn đàn này. Thì thưa quý vị, là hôm nay chúng ta sẽ học một cái câu cú số 248, nhưng mà do là cái duyên sự hôm nay, cái diễn đàn Pháp Cú của chúng ta hôm nay có một số vấn đề, thì xin thỉnh ý kiến của chư tăng và các vị chúng ta có nên để mà củng cố và làm cho cái diễn đàn nó ổn định lại hay không, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi sinh hoạt. Sinh hoạt thì chúng ta còn rất là dài là lâu, cho nên quý vị cũng không 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 chúng ta cũng không cần gấp gáp. Chủ yếu là làm sao để cho có sự ổn định. Khi mà có sự ổn định như vậy thì chúng ta sẽ đi được đường dài. Kính thỉnh ý kiến các chư tăng và các vị. Thực sự lúc nãy cũng hơi có một chút hoang mang, tại vì khi mà lên tìm cái vào giờ 6:30 có những cái sinh hoạt ôn bài sinh giới, ôn bài vân vân, nhưng mà lúc nãy thì tìm không có ra cái diễn đàn cũ, và khi mà đăng nhập vào diễn đàn mới thì lại rất là ít cái thành viên biết đến diễn đàn này và đăng nhập. Nếu mà các vị có cho ý kiến, hôm nay chúng ta có học tiếp bài này, chúng ta sẽ để dành cái bài này cho cái buổi giảng kế tiếp ạ. Vị nào đồng ý xin quý vị cho ý kiến. Xin mời MC trở lại với diễn đàn để mà hợp cái ý của các cái thành viên, nhất là những cái vị ở trong admin trong cái diễn đàn hôm nay. Rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bích Thầy. Dạ, theo chúng con thì con xin tùy sư quyết định, có rối rắm lắm không khi sư vào rung bị nó trục trặc như vậy, thì nếu sư quyết định giảng bài mới thì chúng con sẵn sàng. Dạ, tại bây giờ thì cũng bắt đầu giờ giờ bài mới. Dạ, nên là con cũng thỉnh ý kiến của sư. Sư quyết định cho chúng con học bài thì chúng con học bài, cho chúng con nghỉ xả hơi thì chúng con nghỉ xả hơi. Dạ, cái này là tùy quyết định của sư. Và dạ, con kính nhân mít sư và kính mời Rạng Đông và Quynh Quách Thanh Á đỡ mít giùm dựng Nhật Quỳnh nha, tại vì Nhật Quỳnh để đưa bài lên Facebook để cho mọi người thấy được cái room nè. Dạ, con xin xuống mít ạ. À.
Hôm nay chúng ta học bài mới cũng được, nhưng mà do là cái diễn đàn chúng ta chưa có được ổn định đó, rồi mọi thứ chưa có chẳng sẵn sàng, thì chúng ta cũng không có có nhiều cái thời gian mà chúng ta tập trung. Thì Tịnh Đạt nghĩ rằng chúng ta sẽ để dành lại cái bài chia sẻ hôm nay cho cái ngày buổi giảng hôm sau, và có thể chúng ta từ đây và không biết là cái đàn cũ của mình có chúng ta có lấy lại sinh hoạt lại hay không, và cái diễn đàn này sẽ tiếp tục cho những ngày kế tiếp hay là chúng ta chỉ tạm thời mà thôi. Dạ, xin thông báo những cái vị admin cũng xin thông báo cho các vị tử được rõ đó, để chúng ta có cái lịch và chúng ta có cái diễn đàn nó ổn định. Dạ, thưa không, có câu này thì chúng ta vẫn tiếp tục thôi cho cái buổi giảng hôm sau. Dạ. Ồ dạ, từ đây về sau diễn đàn này sẽ sinh hoạt thay thế cho room cũ. Thầy, nếu như vậy thì chúng ta sẽ giới thiệu cũng như là giải thích những cái lý do như thế nào đến những cái vị học những cái thời pháp online để cho biết được cập nhật thông tin, và Tịnh Đạt cũng sẽ thêm vào cái danh sách của diễn đàn này. Dạ, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nghe, mở băng nghe, rồi chúng ta sẽ cố gắng để cho cái sự ổn định của cái diễn đàn mới đó. Rồi ngày hôm sau sẽ có những cái vị trưởng lão lên thuyết pháp đó, thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta dành cái thời gian hôm nay để mà chúng ta sẽ làm cho ổn định cái đàn của chúng ta. Dạ, mời cô Như Quỳnh. Nam mô Bích Thay. Dạ, bạch sư, nếu mà hôm nay sư không có cho chúng con học bài này thì coi như chúng con bị qua bài bạch sư. Tại vì theo cái chương trình của sư Pháp Tính đưa ra đó, là Phật tử Chư Tăng bận việc mà không có vào giảng cái bài thí dụ như bài hôm nay, thì coi như là qua thứ hai thì thượng tọa Tuệ Quyền và sư Pháp Tính qua bài mới sư, coi như là cái bỏ cái bài này. Nên con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh sư nhà giám tắc để sư lên sư cho bài học quen hôm nay, và con cũng sẽ để con gửi bài qua cho huynh Quách Thanh Đá. Nãy giờ con bận biểu quá, con không có gửi bài được, nên con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, nên thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay bạch sư. Dạ, con kính nhân mít đến anh sư ạ. Dạ, tại vì Tịnh Đàn cũng mới có tham gia cái diễn đàn kinh pháp cú thì chưa có biết cái thể lệ của cái diễn đàn mình sinh hoạt có cái quy củ như vậy. Nếu đã như vậy thì cái buổi sinh hoạt hôm nay thì Tịnh Đàn cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị về một cái câu pháp cú mà chúng ta nằm trên cái lộ trình trong 423 câu pháp cú. Hôm nay thì xin phép Chư Tăng và các quý vị chúng ta giảng bớt những cái nghi lễ. Dạ, cái nghi lễ, và chúng ta đi vào cái bài học trực tiếp luôn. Dạ, các vị đã sẵn sàng chưa ạ? Và có một số trục trặc thì chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cố gắng để ổn định, không có cái chuyện gì. Trước khi đi vào cái bài học hôm nay, là chúng con
con xin cung thưa tăng và tất cả quý vị hướng về Tam Bảo, chúng ta làm lễ tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi sokkhato bhagavato dhammang namassami suppatipanno bhagavato sangho sanghang nami. Dạ, chúng con xin đảnh lễ Tăng Bảo Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là ba nơi nương tựa các của tất cả chúng sanh. Những ai có niềm tin và tinh tấn thực hành nơi lời dạy của Đức Bổn Sư, hằng mong mang lại những cái lợi lạc ở trong cái đời sống hiện tại, cuộc sống vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý Phật quý vị. Hôm nay học một cái câu pháp cú kệ ngôn số 248. Dạ, ngôn số 248. Và cái kệ ngôn 248 này nằm trong nhóm kệ ngôn có cùng một cái duyên sự. Đó là cái duyên sự năm cận sự nam, tương đương cũng như là với cái năm giới. Dù bà namati ma bề tì tí. Trước tiên chúng ta sẽ đi sơ lược về cái phần ngữ vận của câu kệ ngôn pháp cú số 248 này. Câu pháp cú kệ ngôn số 248 có nội dung như sau. Evang pho purisa janahi baba dhamma asanyata matang lo pho cha chirang dukkhaya rantha yung. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi vợ lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Bản dịch của Ngài Giới Đức. Và như thế này người nam nhân, ngươi hãy biết rằng các ác pháp là không tự kiềm chế được. Mong sao tham và phim đẩy đưa ngươi đến sự đau khổ lâu dài. Bản dịch của Ngài Indra Chanda. Và chúng ta sẽ học cái câu ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 248 này. Thứ nhất là Evang pho purisa janahi. Evang pho purisa janahi. Pho là cái từ chia theo hô cấp để mà xưng hô, này người kia, này người kia. Purisa, danh từ năm tánh, danh từ năm tánh, người đàn ông hay là người nam, một nam. E văn là như vậy. Janahi là tha động từ của căn động từ nha, là hãy biết rằng. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu thứ hai, đó là Papa Thamma Asanyata. Asanyata. Papa là cái việc xấu, việc ác. Papa Thamma là cái pháp, cái pháp ác. Papa Thamma là ác pháp hay là các cái pháp ác.
Asanyata. Asanyata là đã không tự kiềm chế. Dạ, Asanyata là đã không tự kiềm chế. Nó xuất phát từ căn động từ Yamati là sự chế ngự, và cộng cái tiếp đồ ngữ ná, cho nên có nghĩa là không tự kiềm chế. Và câu thứ ba đó là tăng lopo athammo cha ma, tăng lopo athammo cha nghĩa là không. Không. À, tăng, tăng ở đây là người đàn ông, là tăng Burisang, là người ấy. À, lopo, lopo là tham, hay là mình chúng ta có cái nghĩa là tham. Athammo, athammo là phi pháp. Athammo là phi pháp. Chá là và. Rồi chúng ta đi vào câu cuối cùng là chí răng đúc khai giá răng thá dung. Chí răng đúc khai giá răng thá dung. Chí răng là lâu đài. Chí răng lâu dài, thưa quý vị, lâu dài. À, chúng ta có cái câu là Buddha sa sa năng chí răng tích thá tú. Nguyện cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài. Chí răng là lâu dài. Đúc khai chính sự khổ. Sự khổ. Đúc khá. Đúc khá. Đúc khá ta. Đúc khá. Đúc khá ta. Đúc khá là sự khổ. Răng thái dân là đưa đến, dẫn đến, xuất phát từ căn răng thái tí. Đưa đến hay là dẫn đến. Dạ, như vậy là chúng ta đã điểm về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 248. Một lần nữa, câu số 248 có nội dung Ewang pho purisa janahi pabatham sanyata matang lopo athammo cha chirang dukkhaya ranthayung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng và kính thưa toàn thể quý vị. Hiện tại chùa lại mất điện rồi. Để đi đợi cho một ít giây lát. Dạ. Sự nhóm cú hôm nay gồm có 43 câu, đó là 246, 247 và 248. Chuyên sự này được nhắc đến khi Đức Thế Tôn ngự tại tỉnh Xá Chetawana, là chùa Kỳ Viên, tỉnh Xá Kỳ Viên hay là chùa Kỳ Viên, Chetawana Vihara. Đề cập đến năm ông thiện nam. Dạ, năm ông thiện nam. Trong năm ông thiện đó thì mỗi ông sẽ gìn giữ giới ở trong ngũ giới. Ở đây thì quý vị đã quen khi mà chúng ta bắt đầu một cái buổi học, một cái buổi sinh hoạt, thì tất cả các cái vị Phật tử chúng ta cũng đều hướng tâm về Tam Bảo và Chư Tăng hướng dẫn tam quy và ngũ giới.
Sẵn đây thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ về cái từ sử dụng. Một số thói quen thì dùng là cung thỉnh chư tăng, truyền tam quy và ngũ giới. Và thật sự cái từ truyền ở đây dễ gây hiểu lầm. Dễ gây hiểu lầm nhất là những cái người mới bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp, mới bắt đầu đi chùa. Và cái từ truyền ở đây được hiểu là phải có một người thầy và một cái đối tượng, cho nên mới được truyền, giống như là truyền thụ một cái pháp môn, hay là truyền thụ nội công, truyền thụ tâm pháp, vân vân, thì cần phải có một vị thầy, một học. Nhưng đối với tam quy và ngũ giới đó, thì chính bản thân của chúng ta tự tập thói quen đến kim thân Đức Phật, tượng hoặc là tranh ảnh, chúng ta thành hướng về tam bảo và chúng ta cũng tự chúng ta thọ trì tam quy và ngũ giới, cái điều đó vẫn được và vẫn được tán thán. Quý vị biết là ở bên những cái xứ quốc giáo đó như là Sri Lanka, Thái Lan, Điện đó là được xem như là có Phật giáo phát triển ngay cái thời điểm này. Quý Phật tử ở ở nhà đó thì mỗi sáng thức dậy, ông bà cha mẹ và con cháu đều có một cái hành động rất là dễ thương, đó là đi đến bàn Phật để mà đảnh lễ, sau đó tự tụng kinh và thọ trì tam quy và ngũ giới trước khi bắt đầu một cái ngày mới đi học hoặc là làm. Cái điều đó là hoàn toàn có thể và được tán thán. Cho nên chúng ta sử dụng cái từ truyền tam quy và ngũ giới đó, thì chúng ta nên sử dụng lại, đó là chúng ta thọ trì tam quy và ngũ giới, tránh cái sự hiểu lầm và cái sự thắc mắc khi mà chúng ta sử dụng cái từ truyền tam quy và ngũ giới. Cái từ gợi ý đó là cái từ thọ trì hay là nguyện. Thọ trì tam quy và ngũ giới. Thực sự ra thì quý vị biết rằng tam quy và ngũ giới xuất phát từ cái tấm lòng, từ cái đức tin, từ cái sự tinh tấn, chứ không phải là cái vị thầy đó là Đức Phật hay là vị thánh tăng hay là một vị phàm tăng, ngay cả một vị sa di. Không có phân biệt, chỉ là khi chúng ta sử dụng là thọ trì tam quy và ngũ, hoặc là cung thỉnh chư tăng hướng dẫn thọ trì tam quy và ngũ giới, thì cái điều đó nó hợp tình và hợp lý ở cả cái mặt dùng từ ngữ. Và thưa quý vị, cái duyên sự ở trong cái nhóm Phật cứu, pháp cứu này đề cập đến năm ông Tiện Nam, thì chúng ta như là năm trường hợp khác nhau, hoặc là chúng ta có thể hiểu đó là một nhóm bạn. Một hôm thì cả năm người này tranh luận cùng nhau, tranh luận về cái điều đó là về cái hạnh cũng như là cái giới mà mình thọ trì đó nó nổi trội hơn, khó hơn, phải cần nỗ lực nhiều hơn để mà gìn giữ cho được trong sạch. Ông thì giữ giới sắc sanh và nêu cao cái phần giữ giới sắc sanh là cần phải có cái sự cố gắng khi mà đối diện với cái trường hợp xảy ra bắt buộc phải sát sanh, vân vân, thì lúc đó cần phải có cái sự đức tin và tinh tấn nỗ lực để mà giữ được cái giới đó trong sạch, không có bị ô nhiễm, ngay cả khi mất tài sản ảnh hưởng đến bản thân mình về cái
uy hiếp bạn, thì cái người đó vẫn giữ được cái giới sát sanh. Còn một người khác á, thì nói là cái giới trộm cắp, cái giới trộm cắp khó hơn, khó hơn cả thảy bốn cái giới còn lại. Cũng y như vậy, khi mà gặp một cái của vừa lòng thích ý thì khởi cái tâm mong muốn là có được cái món đồ đó, thì làm sao để mà ghi nhận và ngăn ngược cái tâm phát sanh như vậy, không cho sinh khởi, thì cần phải cái sự nỗ lực và hiểu về nghiệp báo nhân quả. Và khi đó người đó giữ được cái giới không trộm cắp. Không trộm cắp nói cho rõ đó là của hay là vật, không lấy của hay là vật chưa cho phép. Dạ. Ở trong giới luật của một vị tỳ khưu liên quan tới các phần trộm cắp, thật sự quý vị có cái cơ hội chúng ta đọc về luật Parachika hay là luật của vị tỳ khưu liên quan tới trộm cắp, quý vị sẽ thấy rất là chi tiết phân tích từ cái gọi là cái tư tưởng cho đến những cái hành động. Tịnh Đạt sẽ đơn cử cho quý vị biết đó là khi mà gặp một món đồ thích ý, chỉ cần khởi lên cái tâm muốn lấy và cái hành động đụng vào cái vật đó, đụng vào vật đó đầu là đã tính phạm apatti rồi, và tùy theo cái mức độ nặng nhẹ. Nhưng mà một khi cái vật giá trị đó được dời đi chỗ khác, chỉ xê dịch thôi, chứ không phải là lấy đi và mang về tới nhà hay là mang đi chỗ khác, chỉ cần xê dịch thôi thì xem như là cái giới trộm cắp đó không có được trong sạch. Tuy nhiên có những cái trường hợp các ngài trưởng lão ngài cũng có giải thích thêm, đó là những cái vị thân, bạn thân, thân thiết và chắc chắn nghĩ rằng khi mà chúng ta xê dịch cái món đồ này, hoặc là chúng ta cầm lên xem, hoặc là chúng ta có mượn xài cây bút, cây viết hay là một cái món đồ giá trị, thì cái vị bạn đó, cái vị chủ của cái món đồ đó sẵn sàng cho chúng ta, sẵn sàng hiến tặng và không có cái ý là trách móc, thì lúc đó cái việc đó nó không có thành vấn đề. Thì tiếp tục một cái ông khác đó, thì nói sát sanh trộm cắp cũng khó đó, nhưng mà thực sự ra chưa có khó bằng cái giới tà dâm hay là cái giới hành dâm. Thường thì các vị Phật tử chúng ta trì tam quy ngũ giới á, thì chúng ta sẽ thọ là không có tà dâm, kame sumicha chara, tức là không có quấy phá hại gia can của cái gia đình khác, tức là vợ chồng đang im ấm, chúng ta không có đến để mà tìm cách để mà chiếm đoạt người vợ hoặc là chiếm đoạt người chồng, làm cho gia đình ly tán, phải chia lìa. Và cái việc mà hành dâm như vậy nó mang một cái tính chất đó là rất là một cái tính chất của bản năng con người đi. Nhưng mà cái bản năng đó không được rèn luyện, không được giới luật giữ gìn, không được rèn giũa, cho nên cái bản năng nó trỗi dậy một cách là hoang dã. Cho nên cái giới này hoặc thật sự là khó giữ. Và cái người thứ ba này đã nêu lên những cái trường hợp khó giữ khi mà cái bản nó trỗi dậy. Cho nên ông ta nói là cái giới thứ ba này khó giữ hơn là những cái giới còn lại. Còn ông thứ tư thì cũng bảo vệ cái ý kiến của mình, cho là giới thứ tư là giới nói dối. Giới nói dối là cái giới mà từ cái cửa miệng, cái lời nói. Quý vị biết có cái câu đó là cái bệnh tật á, cái bệnh tật á thì từ cái vật bên ngoài đưa vào miệng, như là thức ăn, thức uống.
Còn cái nghiệp hay là cái tác hại mà từ cái miệng đưa ra đó nha, là cái lời nói. Cái lời nói không có một cái hình dạng, không có một cái trọng ký lô, không có một cái thước đo, nhưng mà cái lời nói đó nó có thể là thay đổi một con người xấu thành một con người tốt, và ngược lại có thể dụ dỗ và cám dỗ người tốt trở thành một con người xấu. Và cái lời nói có thể chia cắt gia đình, có thể gây oán thù bạn bè, anh em, có thể gây chiến tranh của từng quốc gia và cả thế giới qua cái lời nói. Cái lời nói nó thể hiện bởi cái tâm phiền não. Khi cái tâm còn phiền não á, thì nó sẽ thể hiện qua ý trước, và sau đó là thể hiện qua lời nói, qua cái hành động, qua cái hành động. Và cái người này bảo rằng cái giới với nói dối thật là khó, bởi vì đôi khi chúng ta sẽ hiểu rằng nói dối phải là gây hại đến người khác, thì cái giới nói dối đó nó mới là tác hại. Còn cái giới nói dối giống như là chúng ta nói chơi, chúng ta nói đùa, chúng ta nói để mà giễu cợt, thì cái giới nói dối đó nó có bị hư hại hay không nha, nó cũng tùy vào cái lúc đó chúng ta mong muốn cái điều gì, chúng ta nói cái điều này mong muốn cái việc gì. Cho nên cái ranh giới giữa cái nói để giễu cợt và cái giới nói dối nó rất là, nếu mà những cái người nào mà nghe những cái lời nói mà chúng ta nói ra đó mà tin theo cái lời nói đó, là xem chừng là cái giới nói dối của chúng ta sẽ bị không có được thanh nữa, và lúc đó chúng ta sẽ có cái sám hối và xin lại cho được trong sạch. Và cái người thứ năm cũng vậy, cũng y như là bốn cái người trước, nói là giới dễ vui, uống rượu và các chất say rất là khó, rất là khó. Nó khó ở điểm nào? Nó khó là từ cái giới sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả những cái giới đó có thể thực hiện bởi một cá nhân hoặc là một nhóm. Nhưng cái giới uống này là cái giới được thực hiện bởi nhiều hơn là nhân. Quý vị sẽ không thấy một cái trường hợp một cá nhân nghiền rượu hơn là một cái tập thể. Có những cái người ta uống rượu nhiều đó, thưa quý vị, thì được hỏi thì thích uống rượu, tại sao thích uống rượu, tại thích uống. Thì cái người thích nhiều, uống rượu nhiều đó, họ trả lời rất là đơn giản, họ nói là thích cái không khí ở trên cái bàn tiệc đó. Cái không khí là anh em huynh đệ, cái không khí xung vầy trong cái đám tiệc, trong cái cưới, niềm vui năm mới vân vân. Thì cái không khí đó nó kích thích, nó làm hân phấn khởi khi mà có một chút rượu men hay rượu nấu, có một chút men lên người, thì cái niềm vui, cái sự hân phấn khởi đó nó được dâng trào. Còn nếu như ngồi một mình ở nhà hay là một cái nơi vắng vẻ, chúng ta một người mà hay uống rượu đó, thì khó tìm được cái sự phấn khởi đó. Cho nên cái giới uống rượu này khi họp lại đông người, khi gặp lại bạn bè, khi gặp lại người ở phương xa, thì thực sự ra là rất là khó để mà giữ được. Tại vì ngay cả những cái nhà văn, nhà thơ cũng phải có một chút men, một chút rượu để mà tạo cái sự phấn khởi trong cái tâm hồn, hoặc là cái sự sầu khổ tột cùng, có cái tâm trạng để mà viết một bài văn hay, là một bài thơ hay. Cả năm cái này thì ai cũng bảo về cái quan điểm của mình, cho rằng giới nào mà cái người đó thọ trì thì hoàn toàn khó gìn giữ, khó làm cho trọn vẹn và trong sạch hơn cả thể.
hãy những cái giới còn lại. Và cái câu chuyện này được trình bạch lên Đức Thế Tôn. Đức lúc đó thì Đức Phật Ngài không có nói nhiều giống như Tịnh Đạt thưa quý vị đâu. Đức Phật Ngài chỉ giải thích ngắn ngắn gọn, xúc tích xuyên sự như vậy. Ngài bảo rằng tất cả giới đều khó trì nhau, tất cả giới đều khó hành trì như nhau. Rồi sau đó Ngài đọc lên ba cái câu kệ ngôn mà chúng ta đã được học. Đó là câu kệ ngôn 246, 247 và hôm nay chúng ta sẽ học câu 248. Cái duyên sự thì thật sự ra thì rất là ngắn gọn và xúc tích. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt gặp cái duyên sự này ở ngoài đời thật và chính bản thân của chúng ta rất rất là thường. Quý vị có nghe hay là từng gặp một cái trường hợp đó là đi chùa, một vị thiện nam đi chùa, thọ trì tam quy và ngũ giới, nhưng mà trình với lại cái vị đó: bạch sư, con gìn giữ 4.5 giới à, có 4.5 giới thôi, tức là không có sát sanh, không có trộm cắp con làm được, không có tà dâm con làm được, không có nói dối con được, nhưng mà không uống rượu con làm có phân nửa thôi, tức là có lúc giữ được, có lúc không giữ được, cho nên thôi con xin thọ trì 4.5 giới. Và nó là một cái sự rất là đơn giản, một cái sự suy nghĩ rất đơn giản về giới mà tất cả chúng ta biết mà trì. Về ngũ giới đó thì Đức Phật Ngài nói là tất cả 5 cái giới này đều khó giữ như nhau, đều khó như nhau. Chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao là khó. Thật ra thì đối với một số người cả 5 giới không có riêng cái điều nào là khó, không có riêng điều nào khó. Đối với một số người thì cái điều nào cũng khó hết, cái điều nào cũng khó hết. Không biết quý vị ở đây chúng ta có 24 thành viên thì quý vị ủng hộ ông thiện nam nào? Chúng ta ủng hộ cái ông thiện nam nào? Chúng ta cho là đều biết là 5 cái giới này khó, nhưng mà cái giới nào khó nhất hay là khó hơn theo chúng ta nghĩ? Chúng ta lấy 1, 2, 3, 4, 5 là đại diện cho 5 cái giới, thì thử trắc nghiệm bản thân mình. Từ trước tới giờ chúng ta đã biết cái ý nghĩa của ngũ giới: không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu và các chất sai. Thì chúng ta thử trắc nghiệm xem thử chúng ta thấy cái điều nào là điều khó hành trì và giữ cho trong sạch nhất. Dạ, mình là giới nói dối. Dạ vâng, đúng rồi, sư Tịnh Đạt cũng muốn xem thử chính bản thân mình cái giới nào là cái giới khó đối với bản thân mình, chứ không phải là đối với cái lý thuyết hay là đối với cái điều học, mà đối với chính bản thân mình. Nhà Tịnh Đạt xin dành 30 giây để cho quý vị có cái sự tương tác. Dạ, Nick Trí Đặng thì Nick Ái Minh thì nói là giới nói dối là theo con, theo bạn con là khó. Nick Trí Đặng, khi thất niệm con thấy giới nào cũng khó. Nick Cô Rạng Đông 12
Dạ thưa con nghĩ giới nào nói dối? Giới nói dối là khó trong sống hàng ngày. Cô Nhật Quỳnh thì con thấy mình mà không có niệm thì giới nào cũng dễ phạm. Giới thứ tư ạ. Trong đây thì có khoảng 5-6 đã trách nghiệm thử các bạn thì thấy là đa phần nói về cái giới nói dối. Cái giới nói dối là dữ nhất. Dạ, giới thứ tư. Giới nói dối nha. Quý vị có từng nói dối mà lường gạt hại đến ai chưa? Làm cho người ta phải khổ, phải suy nghĩ. Dạ. Chỉ có từng nói dối để mà cướp đoạt cái lợi chưa? Dạ. Bởi vì có nói dối để mà mình được tâng bốc hay là thỏa mãn cái bốc phét của bản thân mình hay chưa? Và quý vị có từng nói những cái lời an ủi làm cho người khác vơi đi cái nỗi buồn, mà cái lời an ủi đó chúng ta cần phải sử dụng những cái ví dụ không có thật hay chưa? Dạ. Khi mà gặp cái chuyện cấp bách, giống như là trong cái việc là hướng dẫn một cái em bé mới lớn, một cái trường hợp là một cái đứa em bé nó khóc, hoặc là trong cái trường hợp nguy hiểm đối với một cái chúng sinh khác, một cái thì chúng ta phải nói chéo để mà ổn định cái tâm lý của người đó. Quý vị có từng nói như vậy chưa? Dạ. Thì và sau cái một cái trắc nghiệm đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái việc giữ gìn giới dối đó mà ở trong kinh điển, nhất là trong luật của các vị xuất gia, nhất là vị tỳ khưu đó, nặng nhất đó là việc khoe khoang cái pháp thượng nhân. Chưa có thấy cái pháp thượng nhân, chưa có thấy cái sự an lạc trong cái tâm giải thoát, nhưng mà tâm giải thoát hoặc là tâm thiền, nhưng mà cố gắng nói cho người khác, hoặc là cố gắng diễn tả hay là nhằm mục đích cho người khác biết rằng bản thân mình thấy được, hành được, chứng được cái pháp thượng nhân đó là thiền, là đạo quả, hoặc là tự một nhóm nói tân bốc nhau, cái vị đó trang nghiêm thanh tịnh là những người đã đắc thiền, đã đắc thần thông, đã đạt được đạo quả, nhằm mục đích lôi tử, nhằm mục đích để mà chiêu dục đời người mộ đạo để cúng dường, để thì khoe khoang khoác lác như vậy đó là rất là nặng, và xem như là một cái hẩm hạnh của một vị tỳ khưu nó không có thành tựu. Còn những cái việc giống như chúng ta vừa trình bày, cái giới nói dối cái giới nói dối, xét về cái mặt giới luật thì chúng ta, nếu chúng ta phạm là chúng ta chấp nhận phạm,
nếu chúng ta không phạm ô nhiễm thì chúng ta sẽ chấp nhận đó luôn. Nhưng cái mục đích còn lại của cái việc nói đó, nó nhằm cái mục đích gì và nó xuất phát từ cái tâm gì, và nó xuất phát từ cái dâm tâm gì, thì nó quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta khăng khăng xem đó là cái việc cần nên làm. Dạ. Giống như là Tịnh Đạt có trắc nghiệm thử các quý vị đó, thì cái việc nói dối mà gây hại cho bản thân mình và gây hại cho người khác, giống như là cái việc không có mà mình lại nói có, nhằm mục đích là chia rẽ, nhằm mục đích là tách rời, nhằm mục đích là muốn cho người đó tán gia bại sản, nhằm mục đích là hãm hại, thì cái việc nói dối đó nó mang, thứ nhất là cái giới không có trong sạch, thứ hai là mang cái khổ nghiệp, và chắc chắn với cái tâm ác đó, với cái lời nói ác đó, thì cái giới nói dối, cái người đó phải nhận lãnh cái hậu quả rất là đau thương. Và cái hiện tại của cái việc mà gìn giữ cái giới nói dối đó, đó là cái việc mà chúng ta tạo được cái niềm tin, hay còn gọi là cái uy tín của bản thân mình đối với xã hội, đối với gia đình, đối với bạn bè. Ai mà giữ được cái giới nói dối nhiều chừng nào, tốt chừng nào, thì cái lời nói, thưa quý vị, rất là dịu ngọt, rất là cái niềm tin, được cái mãnh lực của cái lời nói nó đi vào cái tâm hồn của những cái người nghe. Cho nên quý vị thấy là những cái vị xuất gia đó, những cái vị xuất gia là những vị có đồ đầy đủ. Cho nên những cái vị xuất gia, thứ nhất là chúng ta sẽ thấy được cái hình tướng rất là trang nghiêm. Thứ hai là khi mà chúng ta tiếp chuyện đó, thì cái lời nói rất là nhu hòa, rất là im ái. Rất là nhu hòa, rất là im ái. Chính là do giữ cái lời nói không có ba hoa khoác lác, giữ được cái lời nói không có gây hại đến bản thân công, gây hại đến người khác, và luôn luôn có cái sự ghi nhận cái lời nói này, nó nhằm cái mục đích là làm cho người khác được an vui, làm cho mình được an vui, có hay không lúc nói cái lời nói đó. Còn như là chúng ta đi ngoài xã hội, nhất là trong cái việc mà buôn bán đó, trong cái việc mà buôn bán giao thương á, thì rất là thường xuyên sử dụng cái giới nói, sử dụng cái lời nói để mà cái lời nói không thật đó, cái lời nói mánh mung á, để mà tìm cái lợi nhuận. Thì thật sự ra cái nghiệp, cái quả nó không phải đâu được hết. Tuy là cái lợi nhuận đó nó có mang lại cái lợi nhuận tốt trong cái việc kinh doanh buôn bán được phát đạt, nhưng mà cuối cùng thì cái anh đó là hàng chợ hàng cá. Quý vị nghe nói đến cái hàng chợ hàng cá là quý vị nghĩ ngay cái người đó có một cái lời nói không có ngay thật. Cái người đó hàng chợ hàng cá thì thường quý vị sẽ nghĩ là cái người đó rất là lanh lẹn trong cái việc mà buôn bán. Và thường trong việc buôn bán đó, quý vị sẽ chính xác là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái lời nói để mà tìm được cái lợi nhuận đó. Thì thật ra giữ cái giới nói dối nó không phải là quá khó, cũng không phải là quá dễ, tùy theo cái sức của mình. Ví dụ chúng ta là người buôn bán thì lúc đó chúng ta sẽ khó giữ được cái giới nói dối, đúng như vậy không? Chúng ta sẽ tìm một cái môi trường khác, tìm một cái công việc khác. Khi mà mình muốn giữ cái giới nói dối thì chúng ta sẽ không có bạn thân với những người hay nói dối, và chúng ta sẽ không nghe và tin những cái người đó, giao du với những cái người đó.
Và chúng ta, nếu chúng ta còn không có thể giữ cái giới nói nữa đó, thì chúng ta phải đổi cái môi trường, chúng ta tìm đến những cái môi trường tốt hơn. Cái môi trường tốt hơn, trong cái môi trường có cao, trong cái môi trường có cái vị xuất gia, những cái vị giữ giới đức nè, thì lúc đó tự nhiên khi mà lọt vào cái môi trường như vậy, hay là trong đường thiện đường nè, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái giữ giới nói dối không có quá khó, không có quá khó. Nó tùy thuộc theo hai cái điều kiện, đó là bản thân mình và cái môi trường. Nếu bản thân mình là người có niềm tin, đầy đủ cái đức tin về nghiệp báo nhân quả, và có cái niệm ghi nhớ, ghi nhận, và có sự tinh tấn để gìn giữ cái giới đức, thì lúc đó chúng ta sẽ không ngại là ở nhà, ở chợ, ở quán, hay là ở chùa. Còn như chúng ta chưa có làm được thì tranh thủ một tháng hai ngày, hay là sắp xếp 3 ngày lễ chúng ta đi vào chùa, chúng đi tham dự khóa thiền, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái giới nói dối, hoặc là những cái giới không khắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không có uống rượu và các chất say, thật sự là rất là dễ. Bởi vì không có cái sự kích thích, không có cái sự cám dỗ. Và đặc biệt một cái điều nữa trong cái việc giữ giới, không riêng vì giới nói dối, mà giữ các cái ngũ giới hay bát quan trai giới, thậm chí là giới luật của một vị xuất gia, một cái điều quan trọng đó là khi chúng ta giữ giới đó, thì chúng ta không biết chúng ta giữ giới, nhưng khi sự kiện xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ đánh đổi. Một là chúng ta không có giữ giới trong sạch. Hai, đó là chúng ta phải tùy cơ ứng biến, và chúng ta chấp nhận cái giới của chúng ta bị ô nhiễm. Thì cái lúc ranh giới giữa cái phân vân đó chính là cái tâm trạng mà chúng ta giữ gìn giới luật, thưa quý vị. Không phải là chúng ta cứ đi chùa, quy y Tam Bảo, quy y sinh thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới. Lúc đó, đó là chúng ta sinh thọ trì thôi. Khi mà chúng ta giữ đó, phải có cái sự kiện xảy ra, thì lúc đó giữ giới nó mới phát huy tác dụng. Và lúc đó ta sẽ đánh giá được bản thân mình, cái mức độ đức tin về nhân quả nghiệp báo, đức tin về giới đức nó đi đến đâu. Và quý vị thử để ý, mà chúng ta cố gắng từng bước một, để mà giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối cho được trong sạch, thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ tiến bộ ở cái giáo pháp của Đức Phật. Và tại sao chúng ta giữ giới? Bởi vì giới là nói về cái con đường tu hành đó. Giới nó là cái điều kiện tốt để mà định phát sanh. Khi mà vào cái sự tu tập thiền định đó, nếu mà cái giới đức được trọn vẹn trong sạch, ít có bị ô nhiễm, nó không có bị lăng tăng đó, thì lúc đó định phát sanh và kiên cố phát sanh không bị cái sự hối hận của cái việc mà làm sai, nó làm trạo cử phóng dật cái tâm đó. Và định đó, nó sẽ phát sanh tuệ. Tuệ ở đây được hiểu là tuệ mà phát sinh, không phải là trí tuệ chúng ta suy nghĩ, không phải là trí tuệ mà chúng ta cố gắng để mà hiểu vấn đề, mà ở đây là tuệ phát sinh từ cái việc tu tập thiền định mà ra. Cho nên giới nó là một nền tảng. Chúng ta nghe cái câu mà Chư Tăng hay tụng phúc chúc các vị sau cái thời sinh thọ trì tu và ngũ giới đó. Giới là nền để có được cái tự nhiên cái tình đạt
không còn nhớ được cái bài phút cái câu cuối cùng. Ý nghĩa cái bài đó thì là giới năng làm cho phát sinh tài sản và dẫn đến niết bàn, cũng là những cái bài đó tự nhiên. Sile nó xuất có tiên danh tí đó. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tất cả các cái cớ đó thì quý vị hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Chúng ta nghe cái câu đó rất là thường xuyên. Chúng ta nhớ tại sao tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời là nhờ giữ giới. Và tại sao tất cả chúng sanh được giàu sang tài sản là nhờ giữ giới. Và tại sao tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn là nhờ giữ giới. Tất cả những cái điều đó nói lên rằng cái giới luật là cái nền tảng không riêng về cái tâm linh của Phật giáo để mà thanh lọc phiền não, mà cái giới luật là đạo, là căn bản, nền tảng vững chắc cho cái việc xây dựng tài sản và gìn giữ tài sản không có bị mất đi. Và cái giới đức là nền tảng, là cái hành trang để chúng ta tái sanh vào những cái nơi an lạc giống như là cõi chư thiên. Bởi vì khi chúng ta giữ giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thực sự giữ được năm giới này, một vị con Phật đúng nghĩa, thưa quý vị, một vị Phật tử rất là đáng mến và đáng làm gương cho tất cả những cái vị khác. Và cái nội dung cái câu pháp cú 248 năm hôm nay thì Tịnh Đàn xin chia sẻ với vị có bấy nhiêu liên quan đến cái việc mà giới luật, nhất là giới của một cái vị cư sĩ. Và mong rằng sau cái buổi chia sẻ này, quý vị có được thêm nhiều cái sách tấn, cái lời sách tấn, cái động lực khi mà chúng ta đối diện với ranh giới giữa cái việc giữ và không giữ, thì lúc đó chúng ta sẽ chiến thắng được bản thân mình càng nhiều càng tốt. Đương nhiên thì phàm phu thì chúng ta có lúc chiến thắng mà chúng ta có lúc bại, và thất bại làm chúng ta không có lùi bước, mà chúng ta hãy cố gắng những cái lần sau đó. Và kính chúc chư tăng và vị Phật tử chúng ta có một cái buổi sinh hoạt thật là tốt đẹp, và quý vị đạt được những cái điều như ý nguyện trong lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Thank you.